Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Lộ mặt. The Naked Face. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 9, chương 19. Hai gã đàn ông di chuyển không một tiếng động về phía căn hộ của Chet và dừng lại hai bên cửa. Gã to hơn, tên Rocky, thử lúc lắc cửa nhẹ nhàng. Nó đã bị khóa. Hắn lấy ra một cái thẻ từ và cẩn thận nhét vào ổ khóa. Hắn gật đầu với đồng bọn và cả hai rút ra những khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh. Rocky quẹt thẻ từ để mở khóa và đẩy cửa thuận theo chiều mở từ từ. Chúng bước vào phòng khách, súng thủ trước ngực. Chúng chạm trán với ba cánh cửa đóng. Không có dấu hiệu nào của chết. Gã nhỏ con tên Nick chạm vào cửa thứ nhất. Nó bị khóa. Hắn mỉm cười với gã kia, đặt nòng súng vào ổ khóa và bóp cò. Cánh cửa lặng lẽ mở bung ra về phía phòng ngủ. Hai gã đàn ông bước vào, súng lia khắp phòng. Không có ai ở bên trong. Nick kiểm tra tủ áo trong khi Rocky trở ra phòng khách. Chúng di chuyển từ tốn, biết rằng Chet đang trốn trong căn hộ mà không có ai cứu giúp. Có sự thận trọng tối đa khi chúng di chuyển không chút vội vã, mặc dù chúng đang thưởng thức giây phút trước khi giết người. Nick thử mở cánh cửa đóng thứ hai. Nó bị khóa. Hắn bắn bể chốt cửa và tiến vào phòng. Đó là phòng làm việc nhỏ, trống rỗng. Chúng nhăn nhở cười với nhau và đi đến cánh cửa đóng cuối cùng. Khi chúng đi ngang qua màn hình, Rocky kéo tay người anh em của hắn lại. Trên màn hình, họ có thể thấy ba người đàn ông đang vội vã đi vào hành lang. Hai trong số họ mặc bộ đồng phục trắng dành cho tập sự, đang đẩy cán cứu thương có bánh xe. Người thứ ba mang một túi cứu thương. Chuyện quái quỷ gì đây? Bình tĩnh đi Rocky, có ai bệnh đấy thôi, phải có hàng trăm căn hộ trong tòa nhà này. Chúng quan sát màn hình như bị thôi miên khi hai người tập sự đẩy cán cứu thương vào trong thang máy. Cả nhóm biến vào trong và cửa thang máy đóng lại. Nick lên tiếng. Chờ họ vài phút, có thể có tai nạn gì đó, cũng có thể là cớm. Đồ cái lũ chết tiệt. Đừng lo, Steven không thể đi đâu cả. Cửa căn hộ bật mở, vị bác sĩ và hai tàu sự tiến vào đẩy cán cứu thương ở đằng trước. Hai tên sát thủ nhanh nhẹn giấu những khẩu súng vào túi áo khoác. Vị bác sĩ ngước nhìn hai anh em. Ông ta chết rồi à? Ai? Nạn nhân tự sát, ông ta còn sống hay chết? Hai tên sát thủ nhìn nhau bối rối. Các ông vào nhầm căn hộ rồi. Vị bác sĩ đẩy hai tên sát thủ về phía sau và cố mở cửa phòng ngủ. Nó bị khóa rồi, giúp tôi phá khóa đi. Hai anh em đứng yên quan sát trong khi bác sĩ và hai tập sự tông cửa mở bằng vai của họ. Bác sĩ bước vào trong phòng. Mang cán lại đây. Ông ta tiến đến cạnh giường trong khi Chet đang nằm trên giường. Ông có ổn không? Chet ngó lên, cố tập trung đôi mắt của mình. Chết lẩm bẩm. Bệnh viện. Chúng tôi đưa ông đi ngay. Khi hai tên sát thủ quan sát trong nỗi thất vọng, những người tập sự đẩy cán cứu thương lại bên giường, khéo léo sàn ông ta vào cán và phủ lên ông tấm chăn. Rocky nói, chúng ta chuồn thôi. Bác sĩ quan sát hai gã đàn ông bỏ đi, rồi ông quay qua chết, đang nằm trên cán, mặt trắng và phờ phạc. Giọng ông ta đầy vẻ lo lắng, sâu sắc. Anh có ổn không? Chết. Chết cố mỉm cười mà không nhếch mép được. Ông nói mà chắc chắn không thể nghe giọng của chính mình. Hay lắm, cảm ơn Peter. Peter nhìn xuống bạn mình rồi gật đầu với hai tập sự. Thôi, chúng ta đi. Chương 18. Phòng trong bệnh viện khác nhau, nhưng cô y tá thì giống. Một khối hào nhoáng chói nhau. Ngồi bên cạnh giường, cô y tá là điều đầu tiên chết nhìn thấy khi ông mở mắt. Cô ta nói một cách nghiêm nghị. Tốt quá, ông tỉnh rồi. Bác sĩ Harris muốn gặp ông. Tôi sẽ báo với ông ấy là ông đã tỉnh. Cô ta kiên quyết đứng chờ bên ngoài. Chết ngồi dậy, cẩn thận bước đi. Tay và chân phản xạ chậm một chút, nhưng không có tổn thương. Ông tập trung nhìn vào một cái ghế khi băng qua phòng. Mỗi bước nhìn một cái, thì lực của ông hơi bị mờ. Có cần hội chẩn không? Ông nhìn lên,
bác sĩ Seymour Harris vừa bước vào phòng. Bác sĩ Harris vui vẻ nói, tốt, ông vừa trở thành một trong những khách hàng sộp nhất của chúng tôi. Ông có biết chỉ riêng hóa đơn tiền khâu vết thương là bao nhiêu không? Chúng tôi chắc phải cho ông mức giảm giá đặc biệt quá. Giấc ngủ của ông thế nào hả? Chết! Ông ta ngồi xuống bên cạnh giường. Giống như một em bé, ông cho tôi thuốc gì vậy? Một mũi sodium luminol. Bây giờ là mấy giờ rồi? Giữa trưa. Ôi trời! Chết nói, tôi phải rời khỏi đây ngay. Bác sĩ Harris rút tờ xét nghiệm từ sắp hồ sơ ông ta mang theo. Ông thích nói về cái gì trước? Chấn thương não, các vết rách hay các chỗ bầm dập? Tôi thấy khỏe mà. Bác sĩ đặt giấy xét nghiệm qua một bên, giọng ông ta trở nên nghiêm trọng. Chết, cơ thể ông đã phải chịu nhiều tổn thương hơn là ông có thể cảm nhận được. Nếu ông biết khôn, thì hãy nằm đây, trên chiếc giường này trong vài ngày và nghỉ ngơi. Sau đó, ông sẽ đi nghỉ dưỡng trong một tháng. Chết nói. Cảm ơn, Seymour. Ý ông là, cảm ơn, nhưng tôi không cần. Có vài việc tôi cần phải giải quyết. Bác sĩ Harris thở dài. Ông có biết ai là bệnh nhân tệ hại nhất trên thế giới không bác sĩ? Ông ta đổi đề tài, chấp nhận chịu thua. Peter đã ở đây suốt đêm, rồi ông ta mỗi giờ mỗi gọi điện hỏi thăm. Ông ấy lo cho ông nhiều lắm đấy. Ông ấy nghĩ ai đó cố giết ông tối qua. Ông biết là bác sĩ thì giàu tưởng tượng không thể tả mà. Harris trố mắt nhìn ông một lúc rồi nhún vai. Ông là nhà tâm lý, tôi chỉ là bên Casey. Có lẽ ông biết ông đang làm gì, nhưng tôi sẽ không đặt cược vào đó dù chỉ 5 xu. Ông có chắc là ông sẽ không ở lại đây dài 3 ngày chứ? Tôi không thể. Được, hùng hổ lắm, tôi sẽ cho ông xuất viện vào ngày mai. Chết định phản kháng, nhưng Harris ngắt ngang. Không cãi, hôm nay là chủ nhật. Mấy gã đọc ông nhừ tử cũng cần nghỉ ngơi mà. Xây mua. Còn nữa, tôi gác đóng vai bà vú em, nhưng ngày nay ông đã ăn gì chưa? Chết nói, không có gì nhiều. Được, tôi sẽ dặn cô Beth Pan dẫu béo ông trong vòng 24 giờ và chết này. Vâng, hãy cẩn thận, tôi gác đánh mất khách hàng sộp như ông. Rồi bác sĩ Harris bỏ đi. Chết nhắm mắt lại và nghỉ ngơi một lúc. Ông nghe tiếng chén đĩa khô rỗng rãng, và khi nhìn lên, ông thấy một cô y tá người Ireland đang đẩy xe trên có khay chứa bữa ăn tối vào. Cô ta mỉm cười. Ông thức dậy rồi, bác sĩ Stevens. Bây giờ là mấy giờ? 6 giờ chiều. Ông đã ngủ cả ngày. Cô đặt đồ ăn lên khay trên giường ông và nói. Tối nay ông được chiêu đãi món gà Tây, mai là ngày Chúa Giáng sinh. Tôi biết. Ông không cảm thấy thèm ăn cho đến khi cắn miếng thịt đầu tiên và bỗng khám phá rằng mình đang đói ngấu. Bác sĩ Harris đang ngăn tất cả các cuộc điện thoại. Ông được nằm trên giường, không ai làm phiền, phục hồi sức khỏe, sắp xếp nội lực. Ngày mai, ông sẽ cần tất cả sức mạnh mà ông có thể tập hợp được. Vào lúc 10 giờ sáng hôm sau, bác sĩ Seymour Harris vội vã bước vào phòng chết. Ông ta tươi cười. Ông ra sao rồi, bệnh nhân yêu quý của tôi? Ông đã trở lại là người rồi. Tôi cũng cảm thấy mình lại là người. Ông sắp có khách đến thăm, tôi mong ông đừng sợ ông ấy. Peter, và có lẽ Nora nữa, họ gần như dành hết cả thời gian gần đây để thăm nom ông trong bệnh viện. Đó là trung úy McGriffy. Bác sĩ Harris đi ra. Trái tim của chết chùng xuống. Ông ta rất nôn nóng nói chuyện với ông. Ông ta đang trên đường tới đây. Ông ta muốn biết chắc là ông đã thức dậy. Vậy là ông ta có thể bắt mình. Trong khi Angelie đang nghỉ ốm, ông ta hoàn toàn tự do để chế ra bằng chứng. Hồng có thể kết tội chết. Một khi McGriffy đã nắm mình trong tay hắn, thì đừng có hy vọng. Ông phải trốn đi trước khi ông ta đến. Chết nói. Ông có thể nói cô y tá gọi giùm tôi thợ cắt tóc không? Tôi muốn cạo râu. Giọng ông phải nghe rất kỳ quặc, bởi vì bác sĩ Harris nhìn ông một cách ngỡ ngàng, hoặc bởi vì McGriffy đã kể gì đó về ông với Harris. Dĩ nhiên rồi, chết. Ông ta bỏ đi. Khi cửa vừa đóng, chết ra khỏi giường và đứng lên. Hai đêm ngủ yên đã mang lại điều kỳ diệu cho ông. Ông bước hơi lảo đảo, nhưng chỉ thoáng qua. Bây giờ ông phải đi cho nhanh. Ông thay đồ mất 3 phút. Ông giật cửa mở ra, ngó quanh coi có ai có thể cản trở mình không,
và thẳng tiến về phía tầng dành cho nhân viên phục vụ. Khi ông bước xuống lầu, cửa thang máy mở và ông thấy Mark Ridley bước ra, tiến về phía căn phòng mà ông vừa rời khỏi. Ông bước nhanh, đằng sau ông là một cảnh sát mặc quân phục và hai thám tử. Jack nhanh chóng xuống tới tầng trệt và tiến về phía cửa vào dành cho xe cấp cứu. Ra khỏi bệnh viện một dãy nhà, Jack dãy một chiếc taxi. Mark Ridley bước vào phòng bệnh viện, ném cặp mắt vào chiếc giường không người và nhà vệ sinh trống không. Mark Ridley nói với những người kia: lục soát xung quanh, các anh vẫn còn có thể bắt hắn. Ông ta nhấc điện thoại, cô trực tổng đài nối máy cho ông ta với sở cảnh sát. Mark Ridley đây, tôi muốn phát một thông báo đi các nơi khẩn cấp, bác sĩ Chet Stevens, đàn ông, da trắng, tuổi. Taxi dừng lại phía trước tòa nhà văn phòng của Chet. Từ giờ trở đi, không có nơi nào an toàn cho ông cả. Ông không thể trở về căn hộ của mình. Ông phải tìm một khách sạn nào đó. Trở về văn phòng là nguy hiểm, nhưng có một việc cần phải làm ngay. Ông cần một số điện thoại. Ông trả tiền taxi và bước vào hành lang. Mỗi bắp thịt trong cơ thể đau đớn khi ông đi nhanh. Ông biết mình có rất ít thời gian. Không biết là họ có đợi ông trở về văn phòng của mình hay không, nhưng ông không còn cách nào khác. Có một câu hỏi là ai sẽ gặp ông trước, cảnh sát hay sát thủ? Khi đến văn phòng, ông mở cửa và đi vào trong, khóa cửa lại. Bên trong văn phòng dường như xa lạ và thù địch. Chết biết rằng ông không thể nào điều trị cho bệnh nhân của mình ở đây nữa. Ông sẽ đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Trong lòng ông dấy lên cơn tức giận về những thứ Don Vinton đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ông. Ông có thể hình dung cảnh sẽ xảy ra khi hai anh em về báo cáo rằng họ chưa giết được ông. Nếu ông đoán được tính cách của Don Vinton một cách chính xác, thì hắn phải ở đỉnh cao thịnh nộ. Cuộc tấn công kế tiếp sẽ đến bất kỳ lúc nào. Chết băng ngang phòng để lấy số điện thoại của An. Ông nhớ đến hai việc khi ở trong bệnh viện. Một lần hẹn khám với An được xếp lịch ngay trước buổi khám cho John Hanson. An và Carol đã có vài lần tán gẫu với nhau. Có lẽ Carol đã ngây thơ tâm sự một vài thông tin chết người cho An. Nếu vậy, bà ấy có thể gặp nguy hiểm. Ông lấy cuốn sổ địa chỉ của mình ra khỏi một ngăn kéo có khóa, tìm số điện thoại của An và gọi. Có ba tiếng chuông và một giọng đều đều vang lên. Đó là tiếng cô điện thoại viên. Xin vui lòng báo số cần gặp. Chết đọc số, vài giây sau, tiếng cô điện thoại viên vang lên. Tôi xin lỗi, ông gọi nhầm số, xin kiểm tra lại danh bạ hoặc tìm thông tin trợ giúp. Chết gác máy. Cảm ơn. Ông ngồi đó một lúc, nhớ lại điều mà bên dịch vụ trả lời cuộc gọi đã báo với ông vài ngày trước. Họ đã tiếp cận tất cả bệnh nhân ngoại trừ An. Số điện thoại có thể đã bị đảo lộn khi lên danh bạ. Ông tìm trong danh bạ, nhưng không hề có tên bà hay chồng bà ta. Ông bỗng cảm thấy việc ông báo cho An là rất quan trọng. Ông chép địa chỉ của bà ấy ra. 617 Woodside Avenue, Bayonne, New Jersey. 15 phút sau, ông đã có mặt ở hãng Avis và thuê một chiếc xe hơi. Có một khẩu hiệu ở đằng sau quầy tiếp tân. Chúng tôi là số 2, vì thế chúng tôi cố gắng nhiều hơn. Chết nghĩ, vậy là cùng một dục với mình. Vài phút sau, Chết lái xe ra khỏi garage. Ông chạy vòng quanh khối nhà, tự hài lòng rằng mình không bị theo dõi, và thẳng tiến về phía cầu George Washington đi New Jersey. Khi đến Bayonne, ông dừng lại ở một trạm xăng để hỏi đường. Đến ngã tư kế, quẹo trái, đường thứ 3. Chết lái đi. Cảm ơn. Trong ý nghĩ gặp lại An lần nữa, tim ông đập rộn lên. Mình sẽ phải nói gì với bà ấy mà không làm bà ấy giật mình? Liệu chồng bà có nhà không? Chết quẹo trái ở đại lộ Woodside. Ông tìm số. Ông đang ở dãy 900. Nhà ở hai bên đường nhỏ hẹp, cũ kỹ và hơi đổ nát. Ông lại đến dãy 700. Những ngôi nhà dần dần theo chiều hướng còn nhỏ hơn và cũ hơn. Anh sống trong một biệt thự đẹp đẽ có trồng cây thành rừng. Hình như không có cây ở đây. Khi Chết đến địa chỉ mà anh đã cho, ông hầu như đoán được những gì mình sẽ thấy. 617 là một lô đất trống rỗng, phủ đầy cỏ dại.
Ông ngồi trong xe hơi chạy ngang lô đất trống, cố tìm logic của sự việc. Số điện thoại sai có thể là một nhầm lẫn, hoặc địa chỉ sai cũng có thể do nhầm lẫn, nhưng cả hai cùng sai. Anh đã chủ tâm nói dối ông, và một khi bà ta nói dối mình là ai, mình sống ở đâu, thì còn điều gì bà ta nói dối nữa. Ông tự buộc mình kiểm tra một cách khách quan xem có việc gì ông thật sự biết về bà ấy. Hầu như là không có gì. Bà ta đã bước vào văn phòng của ông không báo trước và khăng khăng đòi làm một bệnh nhân. Trong 4 tuần liền, bà ta đến gặp ông. Bà đã thận trọng không tiết lộ vấn đề của bà là chuyện gì. Và rồi, bà thình lình tuyên bố vấn đề của bà ta đã được giải quyết và bà ta bỏ đi. Sau mỗi lần khám, bà ta trả ông bằng tiền mặt để không có cách nào truy tìm tung tích của bà. Nhưng nguyên nhân nào bà ta phô mình ra như một bệnh nhân và rồi biến mất? Chỉ có một câu trả lời duy nhất mà khi nghĩ đến, Chết cảm thấy như muốn bệnh. Nếu ai đó muốn sắp đặt một cuộc mưu sát ông, muốn biết quy luật hoạt động của ông tại văn phòng, muốn biết nội thất văn phòng trông ra sao, có cách nào tốt hơn là giả làm một bệnh nhân? Đó là những gì bà ta đã làm ở văn phòng. Trong Finton đã cài bà ta đến, bà ta đã thu thập những điều cần biết để rồi biến mất biệt vô âm tích. Tất cả là sự lừa dối, và ông đã hớn hở lọt vào trong. Bà ta phải cười ngất khi trở về báo cáo với Don Vinton về thằng ngốc si tình, người tự coi mình là chuyên gia tâm lý và kẻ láo toét để là một chuyên gia về nhân học. Ông đã bị chà đạp dưới gót chân trong tình yêu với một cô gái, người mà sự ưa thích duy nhất là dựng lên cái bẫy để giết ông. Làm sao mà phán xét một nhân vật? Thật là một chuyện tiếu lầm xảy ra cho Hiệp hội Tâm Thần Kinh Hoa Kỳ. Nhưng sẽ đi đến đâu nếu điều đó không phải là thật? Giả sử anh tìm đến ông với một mục đích chính đáng, dùng một tên giả vì bà ấy sợ gây rắc rối cho ai đó. Cuối cùng, vấn đề tự nó được giải quyết và bà quyết định không cần sự trợ giúp tâm lý nữa. Nhưng chết biết rằng nghĩ vậy là quá dễ dãi. Có một ẩn số X về anh cần phải được khám phá. Ông có một linh cảm mạnh mẽ rằng trong cái điều chưa biết đó có thể chứa đựng câu trả lời cho những gì đang xảy ra. Có thể là bà ấy bị bắt buộc phải làm điều trái ngược với ý muốn của mình. Nhưng mặc dù nghĩ vậy, ông biết rằng mình thật xuẩn ngốc. Ông đang cố gắng cho bà ấy là vai trò một phụ nữ đang cần sự giúp đỡ của ông như một hiệp sĩ trong bộ áo giáp ngời sáng. Liệu bà ta có dựng mưu giết ông không? Bằng cách này hay cách khác, ông phải tìm ra. Có một bà già khoác cái áo choàng cũ kỹ bước ra khỏi một ngôi nhà, băng qua đường và chăm chú nhìn ông. Ông quay đầu xe và hướng về phía cầu George Washington. Có một dãy dài xe ô tô đằng sau ông. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể theo dõi ông. Nhưng tại sao họ phải theo dõi ông? Kẻ thù của ông biết rõ ông ở đâu mà. Ông không thể ngồi một cách thụ động chờ chúng tấn công. Ông phải tấn công trước, làm cho chúng sợ, làm cho Don Vinton điên tiết và mắc phải sai lầm ngớ ngẩn và sẽ bị chiếu tướng. Ông phải làm điều đó trước khi McGriffy đến bắt và vô hiệu hóa ông. Chết lái xe về phía Manhattan. Cái chìa khóa hữu lý duy nhất cho tất cả mọi việc là Anne, và bà ta đã lặng mất tâm. Một vài ngày nữa bà ta sẽ xuất ngoại. Chết bỗng nhận ra rằng ông có một cơ hội để tìm thấy bà ấy. Đã vào mùa Giáng sinh, tại văn phòng hãng hàng không Pan Am, hành khách tập trung đông đúc, xếp hàng chờ đợi, tranh nhau lấy chỗ lên máy bay để đi khắp thế giới. Chết chen tới quầy bán vé, chen qua dãy người đang xếp hàng và xin gặp giám đốc. Cô gái mặc đồng phục ngồi sau quầy ném cho ông một nụ cười được mã hóa một cách chuyên nghiệp và yêu cầu ông chờ. Giám đốc đang bận nói điện thoại. Chết đứng đó và nghe một âm thanh hỗn tạp các ngôn ngữ. Tôi muốn đi Ấn Độ trên chuyến bay thứ năm. Paris có lạnh không? Tôi muốn xe đón tôi ở Lisbon. Ông cảm thấy một ước muốn liều lĩnh là lên một chiếc máy bay và chạy trốn. Ông bỗng nhận thấy mình đã kiệt sức ra sao cả về thể xác lẫn tinh thần. John Vinton dường như có cả một lực lượng mà ông ta tùy nghi sử dụng, trong khi chết chỉ có một mình. Ông có cơ hội nào để chống lại hắn ta? Tôi giúp gì được cho ông? Chết quay lại, một người đàn ông cao,
trông nhợt nhạt đứng sau quầy. Tôi là Friendly. Ông ta nói, ông ta chờ khi chết thưởng thức câu đùa. Chết mỉm cười cho có lệ. Chào Friendly, tôi có thể làm gì cho ông? Tôi là bác sĩ Stevens. Tôi đang tìm một bệnh nhân của mình. Bà ấy đặt vé đi châu Âu vào ngày mai. Bà ta tên gì? Blake and Blake. Ông ngần ngại. Có thể là ông và bà Anthony Blake. Bà ta bay đến thành phố nào? Tôi không chắc. Họ sẽ bay chuyến buổi sáng hay buổi chiều? Chết nói. Tôi còn không biết là họ có đặt vé ở hãng của ông không nữa. Sự thân thiện biến mất khỏi mắt ông Friendly. Vậy thì tôi e rằng tôi không thể giúp ông. Chết cảm thấy một cảm giác hoang mang, sợ hãi, bất ngờ. Đây là trường hợp thật sự khẩn cấp. Tôi phải gặp bà ta trước khi bà ấy đi. Thưa bác sĩ, hãng Pan American có một hoặc nhiều chuyến bay mỗi ngày đi Amsterdam, Barcelona, Berlin, Brussels, London, Munich, Paris, Rome, Schengen, Stuttgart và Vienna. Cũng giống như hầu hết các hãng hàng không quốc tế khác, ông sẽ phải tiếp xúc với từng hãng một, và tôi không chắc là họ có thể giúp trừ khi ông cho họ điểm đến và thời điểm khởi hành. Biểu hiện trên nét mặt ông Friendly tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Ông ta quay bước đi. Tôi xin lỗi. Chết nói. Khoan đã. Làm sao ông có thể giải thích rằng đây là cơ hội sống sót cuối cùng của mình, đầu mối cuối cùng của mình để tìm ra ai đang cố giết ông? Vâng. Friendly nhìn ông chằm chằm, cố giấu nỗi bực tức. Chết gượng nở nụ cười, tự ghét mình vì điều đó, ông hỏi. Ông có hệ thống máy chủ trung tâm mà. Nhờ đó ông có thể tra tên hành khách theo... Chỉ nếu ông biết số chuyến bay. Nói rồi, ông Friendly quay lưng bỏ đi. Chết đứng tần ngần ở quầy, cảm thấy muốn bệnh. Ông đã cùng đường, đã bị đánh bại, không còn nơi nào khác để đi. Một nhóm mục sư người Ý lăng xăng bước vào, khoác trong những bộ áo thùng đen và đội mũ đen rộng vành. Trông giống như những thứ của thời Trung Cổ, lưng của họ quằn xuống với những chiếc vali bằng các tông cứng rẻ tiền, những cái hộp và giỏ quà đựng đầy trái cây. Họ nói lớn bằng tiếng Ý và rõ ràng đang chồng ghẹo thành viên trẻ nhất trong nhóm, một cậu trai trạc 18, 19 tuổi đổ lại. Có lẽ họ đang trở về quê hương Rome sau một kỳ nghỉ. Chết nghĩ vậy khi ông nghe lởm bởm tiếng của họ. Rome, nơi An sẽ đi. Lại là An. Những mục sư đi về phía quầy. Tiếng Ý. Thật là tốt khi trở về nhà. Đúng vậy. Chúa ơi, hãy nhìn xem. Mọi thứ đủ hết chưa? Có, nhưng... Chúa ơi, vé của tôi đâu rồi? Cretino, vé máy bay của ông bị mất à? À, chúng đây rồi. Các mục sư đưa hết vé máy bay của họ cho người trẻ nhất. Anh ta bẽn lẽn đi về phía cô gái sau quầy. Chết nhìn về phía lối ra. Một người đàn ông to lớn, khoác áo choàng xám đang thơ thẩn ở gần cửa. Như một sư trẻ đang nói với cô gái sau quầy. Dearcy, Dearcy, 10-10. Cô gái nhìn ông ta ngay người ra, như một sư tập trung hết vốn liếng, tiếng Anh và nói thật cẩn thận. 10, quá đơn, vé. Anh ta chìa vé về phía cô gái. Cô gái mỉm cười vui vẻ và bắt đầu xử lý thủ tục. Các mục sư reo lên thích thú vì khả năng ngôn ngữ của người bạn đồng hành và dỗ vào lưng anh ta. Không có việc gì để lưu lại đây thêm nữa. Sớm hay muộn, ông cũng phải đối mặt với thứ gì đó ở bên ngoài. Chết chậm chậm quay lưng và bước ngang qua đám các mục sư. Guerra Techeha Fato Yếu Don Vinton. Xem, mình làm Don Vinton nè. Chết dừng lại, máu chảy dồn về mặt ông. Ông quay sang vị mục sư nhỏ con béo phệ, người vừa nói câu đó, nắm lấy cánh tay ông ấy. Giọng ông khàn khàn và run. Xin lỗi, ông vừa nói Don Vinton. Như một sư nhìn ông ngơ ngác, rồi vỗ nhẹ lên tay ông và bỏ đi. Chết nắm chặt tay Di Mục Sư. Hãy khoan. Di Mục Sư nhìn ông một cách căng thẳng. Chết cố trấn tĩnh nói. Don Vinton, ông ta là ai? Hãy chỉ giùm tôi, ông ấy ở đâu? Tất cả mục sư bây giờ quay sang nhìn Chết chăm chăm. Di Mục Sư nhỏ con nhìn các đồng sự. Ông ta là một người Mỹ. Những tràng tiếng Ý rộn lên trong nhóm. Xa ngoài tầm mắt, Chết thấy ông Friendly đang quan sát ông từ sau quầy.
Friendly mở cửa quầy và tiến về phía ông. Chết cố đè nén nỗi sợ hãi. Ông thả cánh tay viên mục sư ra, cúi sát về phía ông ta và nói chậm rãi, rõ ràng. John Vinton. Viên mục sư nhỏ nhìn vào mặt chết một lúc và rồi mặt ông ta giãn ra vui vẻ trở lại. John Vinton. Ông giám đốc tiến đến nhanh chóng. Thái độ ông ta có vẻ không thân thiện. Chết gật đầu cổ vũ cho viên mục sư. Viên mục sư nhỏ con chỉ vào cậu trai. John Vinton, ông chủ lớn. Thật bất ngờ, miếng ráp hình đã được đặt vào đúng chỗ. Chương 20. Từ từ thôi. Angelie nói giọng khàn. Tôi không hiểu từ ông vừa nói. Xin lỗi. Chết nói. Ông hít một hơi thở sâu. Tôi đã có câu trả lời. Ông được an ủi rất nhiều khi nghe giọng của Angelie qua điện thoại về những điều ông đang tiết lộ. Tôi biết ai đang cố giết tôi. Tôi biết ai là Don Vinton. Angelie nói giọng ngờ vực. Chúng tôi không thể tìm bất kỳ Don Vinton nào. Ông biết tại sao không? Bởi vì đó không phải là tên hắn, mà nó là ai đó. Ông nói chậm một chút được không? Giọng của chết rung lên vì sôi nổi. John Vinton không phải là tên người. Nó là một thành ngữ bằng tiếng Ý, có nghĩa là ông chủ lớn. Đó là điều Moody cố báo cho tôi biết, rằng ông chủ lớn đang đứng sau vụ này. Tôi không hiểu đâu, bác sĩ. Chết nói. Nó không có nghĩa gì trong tiếng Anh. Nhưng khi ông phát âm bằng tiếng Ý, nó không gợi cho ông điều gì à? Một tổ chức giết người đặt dưới tay ông chủ lớn. Có một phút yên lặng trong điện thoại. Là Cosa Nostra. Ai khác có thể thành lập tổ hợp sát thủ và vũ khí như vậy? Axit, bom, súng. Ông có nhớ tôi đã bảo gã mà chúng ta đang tìm là có thể ở Nam Âu không? Hắn là người Ý. Tôi chưa hiểu, tại sao La Cosa Nostra lại muốn giết ông? Tôi hoàn toàn không có khái niệm gì, nhưng tôi đúng, tôi biết tôi đúng, và nó khớp với những gì Moody nói. Ông ta nói có một tập đoàn muốn giết tôi. Đó là một giả thiết điên rồ nhất mà tôi từng nghe. Angelie nói, dừng một chút rồi tiếp. Nhưng tôi cho rằng điều đó có thể xảy ra. Chết rộn lên với cứ cánh bất ngờ. Nếu Angelie không muốn nghe ông, thì thật ông không còn ai để xoay sở nữa. Ông có nói điều này với ai chưa, chết? Không. Giọng Angelie khẩn trương. Không là tốt. Nếu ông đúng, mạng của ông tùy thuộc vào điều đó. Đừng lại gần văn phòng hoặc căn hộ của ông nữa. Tôi nghe ông. Chết hứa. Ông bỗng nhớ lại. Ông có biết mắt Ritvi triển khai lệnh bắt tôi? Angelie ngần ngại. Có. Nếu mắt Ritvi bắt được ông sẽ không bao giờ sống sót về đến đồn cảnh sát. Lạy trời, vậy là mình nghĩ đúng về mắt Ritvi, nhưng ông không thể tin mắt Ritvi là bộ não đằng sau những việc này. Phải có ai đó giật dây ông ta. John Vinton, ông chủ lớn. Ông có nghe tôi không? Dần, miệng chết khô khóc. Một người đàn ông mặc áo choàng xám đứng phía ngoài buồng điện thoại đang nhìn chết. Hình như ông đã gặp hắn ở đâu rồi. Angelie. Dần, tôi không biết những người còn lại là ai. Tôi không biết họ trông như thế nào. Làm thế nào tôi có thể sống sót cho đến khi họ bị bắt? Gã đàn ông đứng phía ngoài nhìn chết chăm chăm. Giọng Angelie văng vẳng qua điện thoại. Chúng ta liên hệ trực tiếp với FBI. Tôi có một người bạn quen. Anh ấy sẽ lo bảo vệ ông cho đến khi ông được an toàn. Được chứ? Có một lời bảo đảm trong giọng của Angelie. Được lắm. Chết nói một cách hàm ơn. Đầu gối ông cảm thấy như bị đông cứng. Ông đang ở đâu? Trong một buồng điện thoại trong hành lang dưới thấp của tòa nhà hãng Pan America. Ở yên đó, giữ sao cho có nhiều người ở quanh ông. Tôi sẽ đến ngay. Có một tiếng cộp ở đầu dây bên kia khi Angelie cúp máy. Chết đặt điện thoại lên bàn trong phòng họp. Một cảm giác nhiễm bệnh sâu thẳm trong tim. Nhiều năm qua, ông đã trở nên quen thuộc khi tiếp xúc với những kẻ giết người, những kẻ hiếp dâm, những tội phạm đủ loại,
Nhờ đó, do lúc thích hợp, một cái vỏ bảo vệ được hình thành, cho phép ông tiếp tục công việc với niềm tin vào những giá trị cơ bản và có tính người của một người đàn ông. Nhưng một tên cớm đểu là một cái gì đó khác hẳn. Một tên cớm thoái hóa là một sự tiêu cực chạm đến tất cả mọi người dựa trên quyền lực. Điều đó vi phạm vào những lý tưởng mà những cảnh sát tử tế đã và đang chiến đấu và chết vì nó. Trong căn phòng của đồn cảnh sát đầy nhóc những đôi chân qua lại và những tiếng nói chuyện rì rào, nhưng ông hoàn toàn không nghe thấy gì. Hai nhân viên an ninh mặc đồng phục băng ngang qua căn phòng áp tải một gã say to lớn, tay bị còng. Một người trong số họ có con mắt bầm đen, và người còn lại cầm chiếc khăn tay lau lỗ mũi đang chảy máu. Ống tay áo đồng phục của ông ấy bị xé rách mất một nửa. Nhân viên an ninh phải chịu hy sinh. Họ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình cả ngày lẫn đêm, năm này qua năm khác. Nhưng đó không phải là sự kiện có thể giật tích trên báo, mà tin về một cảnh sát tha hóa có thể lên trang nhất. Một cảnh sát tha hóa làm ô uế tất cả họ, là đối tượng của chính ông. Chán nản, ông đứng dậy đi xuống một hành lang cũ kỹ dẫn đến phòng dành cho chỉ huy. Ông gõ cửa và bước vào. Đằng sau một cái bàn đã mòn dẹt, lấm đớm như vô số mẫu tàn thuốc xì gà không biết đã ở đó bao nhiêu năm. Đại quý Bertley đang ngồi. Hai nhân viên FBI đang ở trong phòng, mặc đồ vest. Đại quý Bertley nhìn lên khi cửa mở. Mời vào. Người thám tử gật đầu. Tôi kiểm tra rồi. Người quản kho nói hắn đến và hỏi mượn chìa khóa của Carol Roberts ra khỏi kho bằng chứng vào chiều thứ tư và trả lại vào khuya đêm thứ tư. Đó là lý do tại sao kiểm nghiệm chất sáp trên chìa khóa lại bị âm tính. Hắn đã vào văn phòng của bác sĩ Stevens bằng cái chìa khóa gốc. Người quản kho không bao giờ đặt câu hỏi vì ông ta biết hắn được bố trí xử lý vụ này. Người nhân viên FBI trẻ hơn hỏi. Ông có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Không, chúng tôi bám đuôi ông ta nhưng bị mất dấu. Ông ta có thể ở bất kỳ nơi nào. Người FBI còn lại nói. Ông ta sẽ săn lùng bác sĩ Stevens. Đại quý Berkeley quay sang những nhân viên FBI. Vậy còn cơ hội nào cho bác sĩ Stevens sống sót? Người của FBI lắc đầu. Nếu họ tìm thấy ông ấy trước chúng ta thì vô phương. Đại quý gật đầu. Vậy ta đi tìm ông ấy trước. Giọng ông ta trở nên giận dữ. Tôi cũng muốn bắt Angelie về đây nữa. Tôi không cần biết ông làm cách nào. Ông quay sang người thám tử. Hãy bắt cho được hắn, Mark Griffey. Các máy bộ đàm của cảnh sát bắt đầu phục khịch những thông điệp ngắt quãng. Mã 10, tất cả các xe, đón mã 5. Angelie tắt bộ đàm. Ông ta hỏi. Có ai biết tôi đón ông không? Chết cam đoan. Không có ai cả. Ông có bàn chuyện La Cosa Nostra với ai không? Chỉ mình ông thôi. Angelie gật đầu hài lòng. Họ đã băng qua cầu George Washington và hướng về New Jersey. Nhưng mọi việc đã thay đổi. Trước đây, ông luôn trong tâm trạng sợ hãi. Bây giờ có Angelie bên cạnh, ông không còn có cảm giác bị săn đuổi. Ông là người đi săn, và trong cảm nghĩ, ông thấy thật là hài lòng. Theo yêu cầu của Angelie, Chết bỏ lại chiếc xe ông đã thuê ở Manhattan, và ông đang ngồi trên chiếc xe cảnh sát không bảng số. Angelie hướng về phía bắc, đi vào xa lộ Palisade Interstate Parkway, và đi ra ở Orangeburg. Họ đang đến gần khu Old Tappan. Angelie nói, bác sĩ, ông thật thông minh khi phát hiện được những gì đang xảy ra. Chết lắc đầu. Tôi phải giải quyết vấn đề càng sớm khi tôi biết rằng có hơn một gã dính líu vào vụ này. Đó phải là một tổ chức dùng những tay sát thủ chuyên nghiệp. Tôi nghĩ Moody đã nghi ngờ sự thật khi ông ấy thấy bơm trong xe của tôi. Chúng phải rành tất cả các loại vũ khí. Và anh, bà ấy là một phần của tổ chức. Bà ấy đã lập bẫy để họ có thể giết ông. Ấy vậy mà, ông không thể ghét bà ấy. Dẫu cho bà ấy làm bất kỳ điều gì, ông cũng không bao giờ ghét bà ấy. Angelie đã rời khỏi xa lộ chính. Ông ta khéo léo lách xe vào con đường thứ hai dẫn về phía một khu rừng. Chết hỏi, người của ông biết nơi ông sắp đến không? Angelie trả lời, tôi đã gọi điện rồi, ông ta đã sẵn sàng đón ông.
Bên đường xuất hiện một chỗ rẽ bất ngờ và Angeli lái xe vào đó. Ông ta lái khoảng một dặm và đạp thắng dừng lại trước một cánh cổng điện tử. Chết lưu ý một cái camera nhỏ được gắn phía trên cổng. Có một tiếng rắc và cánh cổng giục mở ra và đóng lại chắc nịch đằng sau lưng họ. Họ bắt đầu chạy trên con đường nội bộ dài và cong. Nhìn xuyên qua những cái cây phía trước mặt, Chết thoáng thấy một cái mái ngổn ngang của một căn nhà khổng lồ. Cao trên phía đỉnh, lấp lánh trong ánh mặt trời là con gà trống bằng đồng thau. Cái đuôi của nó đã bị mất. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 9 Lộ Mặt. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.